Coi nè, về nhà nè, Cát về nhà nè. Mới về nhà nó mừng quá trời nè. Thôi lấy ra đi. Anh, chó ở nhà nó có hú không? Có hú ít. Hú ít là sao? Ít hú, lâu lâu hú được nha. Ủa vậy hả? Lâu lâu hú anh ấy cái hả? Anh ấy làm sao? Là nó nín. Đó, vậy được rồi. Vậy là nó biết nghe lời đó. Để em coi coi. Nó buồn nó mò tới đây. Nó buồn nó mò tới nhà anh hả? À, buồn bỏ ở đây nè, đứng đứng nè, ngầm nữa. Không có rồi phim. Ừ. Thôi. Anh cho nó coi phim. Thì có. Có hả? Ừ. Má sao? Má đang chụp hình. Má đang chụp hình đầu này kia, kiểm tra. Ăn xoài không? Taxi. Ăn gì cá? Không biết. Ăn canh chua kìa. Có đồ xào kìa. Ừ. Canh chua đồ xào cơm nè, ăn đi. Mới đây cả mạng xã hội đang xôn xao về vụ việc nửa đêm một người vợ ở Sơn La đã bất ngờ cắt trong của phí của người chồng. Trời ơi. Mang đi đốt. Theo thông tin mới nhất, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trường Hạc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, công an huyện Yên Châu đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông bị vợ cắt đi của phí. Thông tin ban đầu thì khoảng 0:30 ngày 20 tháng 3, cuối mâu thuẫn gia đình, người vợ 36 tuổi đã bất ngờ cắt đi toàn bộ của quý của người chồng 40 tuổi. Trời ơi. Sau khi gây án cắt của quý của người chồng, người vợ đã đến công an huyện Yên Châu để đầu thú. Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu. Sau nhiều lần nghi ngờ chồng mình là NVH có hành vi xâm hại con gái riêng của mình là cháu T, hiện đang học lớp 9, 14 tuổi. Quá trình chung sống, Hát đã nhiều lần có những hành vi thiếu đứng đắn với cháu bé, và việc này đã được cháu nhiều lần kể lại với mẹ. Trời. Tuy nhiên, do không có chứng cứ nên ông Hát đã cố tình không thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình. Do không có bằng chứng nên trưa ngày 18 tháng 3, chị T đã trích một camera rồi lắp ở ngay đầu giường con gái để theo dõi. Sau khi kiểm tra camera, bà N đã phát hiện chồng mình có những hành vi đồi bại với con gái mình. Quá bức xúc với hành động trên, đến đêm khuya ngày 19 tháng 3, bà N đã dùng hung khí của trước đó, sau đó cắt cụt nguyên cả bộ ống chén của ông chồng. Ngay sau khi thực hiện hành vi của mình, N đã đến thẳng trụ sở công an huyện để trình báo sự việc. Và Hà Thị Mai, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Hạc thông tin, trước khi đến với nhau, anh H và chị N đều đã từng lập gia đình và chị N có một con gái riêng năm nay 14 tuổi. Hiện cả hai đang có hai người con chung. Về việc Hát từng nhiều lần xâm hại con gái riêng của vợ, hiện công an huyện Yên Châu đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng đã thông tin, khoảng 5:30 sáng cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu cho một người đàn ông trú tại Trường Hạc, huyện Yên Châu trong tình trạng sốc huyết áp vì bị cắt cụt dương vật cùng với hai tinh hoàn. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu kịp thời, chẩn đoán vết thương phức tạp, đứt lìa hoàn toàn và không còn của quý nữa. Chết cha, 40 tuổi. Vừa lắm, vừa lắm. Kết ngọn, kết nó nói vừa kìa. Trời ơi, đã có một đứa con chung mà tự nhiên còn ấy đứa con riêng của người ta làm chi vậy? Có hai đứa con chung luôn hả? Trời đất, cơ mà cũng ráng ấy. Ủa bà vợ đâu mà ông ấy mà ấy đứa con vậy? Người ta bị gì đó. Bệnh đó hả? Bệnh biến thái hả? Kỳ quá ha. Mà sao đứa con nó cũng để cho ông đó ấy? Ấy đâu, nó báo. Nó báo cho má nó chứ. Nó báo cho má nó hả? Ừ. Rồi bà lắp camera ra bà mới thấy hả? Ông chối. Bởi vì hay chối lắm. Đồi bại thiệt á. Trời, bây giờ đất luôn rồi. Đâu còn nữa đâu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ sao. Bây giờ sao không biết bà vợ bị xử sao đây nữa.
Nhưng mà dĩ nhiên bà vợ cũng phải như là cũng phải nhận ý là cũng phải có trách nhiệm cái vụ này. Thì đó áo anh thi ý anh sao hả, ý kiến anh sao trong chuyện này? Thì cũng vừa thôi. Vừa lắm ba, vừa. Vừa thôi. Vừa thôi. Ý là ví dụ giống như trong phim Hồng Kông á, là người ta sẽ xử cái bà này tội giống như là kêu bằng xâm hại thân thể người khác. Nhưng mà nếu mà có luật sư á mà cãi á thì bà sẽ được trắng án. Còn nếu mà ví dụ như trong phim á, thường thường trong phim mà giết người sẽ đền mạng đúng không? Nhưng ông cảnh sát đó ổng thấy cái ông đó giết bạn ổng, nhưng mà ổng phải cho pháp luật xử. Chứ ổng tự động mà ổng thay trời hành đạo thì ổng cũng phải bị bắt vô tù. Đúng rồi. Đó là trong phim em coi vậy á, đúng không? Để có pháp luật mà để pháp luật xử á. Thì ý là nếu mà bà này mà bình tĩnh á thì bà phải báo cho công an xử. Tại vì đã có bằng chứng rồi. Nhưng mà tại vì bà tức là tại vì ông này cũng cứ chối, ông không nhận lỗi. Mà biết bao nhiêu lần con của bà nói như vậy mà ông cũng từ ông cũng chối. Bà thay trời hành đạo đó. Đó là coi như là bà đặt camera luôn. Mà nếu mà đã đặt camera là đã có bằng chứng thì đưa cho công an xử là được rồi, là ông cũng phải ở tù thôi. Nhưng mà bà tức quá cho nên là bà không thể nào kiềm chế được nổi cái cảm xúc của bà, cái lòng cơn thịnh nộ, đúng rồi, của bà. Rồi cho ông kịp bà như là chỉ có cái cách đó mới cái thằng cha này mới không còn làm cái biến thái nó nữa thôi. Cho nên thay trời hành đạo mà cắt đâu chữa được luôn, cắt luôn. Có cắt xong mà đốt mà. Ủa đốt luôn hả? Có cái bà kia bà cắt xong bà xây sinh tố luôn, anh nhớ không? Có cái vụ nào mà mấy năm trước á, là bà cắt của ông chồng ha, xong bà xây sinh tố luôn, là khỏi có nói lại luôn đó. Bà này bà đốt luôn. Trời, đốt luôn. Hồi xưa là cắt bỏ trong toilet nén nước, nhưng mà cũng có người cứu được. Vậy à, đó thì cũng có người ta kìm ra kịp á thì người ta nói lại nói được lại. Cứu được. Còn hả, rồi có người xây sinh tố luôn, đâu có nói được đâu. Dễ sợ luôn. Nhưng mà biết không, có người á, ví dụ như chồng á, mà ấy là mẹ mà có con gái á, đừng bao giờ mà để ông chồng sau mà ở chung hết á. Trời ơi. Mẹ có... nói đó, có thể có nhiều lúc đàn ông nhiều đứa nó biến thái lắm. Nó hay ấy con riêng của bà vợ lắm. Mà hả, có bà vợ nha. Con á kể cho bà vợ nghe mà bà vợ không tin, còn chửi con nữa đó. Còn nói làm gì có chuyện đó, còn chửi con luôn, tội nghiệp đứa con. Thì đúng rồi, mấy khán giả người ta comment nó két. Nói là không có được để cái chích chích gì á cho con chó nhiều quá, nó ăn nó sẽ bị bệnh, nó bị vô cho bệnh viện á. Con hỏi chủ nó rồi. Hỏi chủ nó là sao? Hỏi chủ là thuyết cho ăn được bao nhiêu. Thì chủ nó cho như thế nào, cho như vậy. 2 miếng một ngày đúng không? Xì. Let's see. Nó khoái giỡn à. Giỡn cái nó giỡn liền à. Mà ba anh la là nó hết hú hả? Là hai lần la thôi hả? Nhưng mà nếu mà từ lúc mà nó hai lần là cách nhau bao lâu? Nhớ rồi. Giỏi đó. Bớt hú là giỏi đó. Từ từ nó quen à. Rồi bà két nãy giờ nó hút bụi, hút đồ xong, nó lấy nệm ra hết rồi. Nó dựng lên rồi.
nó nghe lời các cô các chú góp ý á. Bây giờ nó không cho chó ngủ chung với nó nữa nè. Đồ ăn nó cũng cho nó, con chó nó ở riêng, á quên, ăn ra ở ngoài nè, không có ăn ở trong phòng ngủ nữa nè. Đó. Bên này. Đây, bây giờ cái giường con chó là nó cho qua đây nằm rồi. Tối nó sẽ vô phòng nó nằm, vô phòng của két nó nằm. Con chó thì cho nằm ngoài đây, không có ngủ chung nữa. À, nó biết rồi. Con chó nó làm cái gì vậy? Lacy. Làm cái gì vậy Lacy? Con chó về là nó im ru à, nó hiện à, quên lộn. Con két về là nó im ru à. Nó hiện khô, nãy giờ nó nằm đây nè, nó nằm với anh Quang nè. Nó không có nói tiếng nào luôn á anh ha. Nó nằm vậy thôi đó. Không hú một tiếng nữa ha. Không khóc một tiếng luôn á. Nó có gì đâu khóc. Nè, chê. Nè, chê. Nè. Anh làm gì nè? Anh vỗ vỗ là biết à. Anh vỗ vỗ là bò. Nghe hả? Không thèm bò luôn. Không thèm đếm xỉa luôn. Ôi chi. Vỗ nó cũng đâu tới đâu. Ôi chi. Không có người á, không mấy tay. Đó, ừ. Anh kêu nó tới, anh kêu nó không tới kỳ vậy. Ờ, nó tới đó, ừ. Đừng có đè ép nó. Kéo kéo nó kỳ. Tự nó đi, tự nhiên ép ép kéo kéo nó chạy ra. Đó. Nhay nhay chọc chọc bóp bóp mỏ nó đi nha. Quánh giờ. Măng cà tâu nè. Quá hông. Căng. Hứ. Chiều đồ bạn ăn gì ra. Để em đi mua cho. Hình như có đồ trong tủ lạnh á, để em vô em coi em hâm cho ăn. Cái này bây giờ em đi công chuyện một cái. Ồ ồ ồ ồ ồ, chiếu nó một cái rồi đi. Giờ nó hiền rồi, thấy không? Hiền khô à, đâu có gì đâu. Vuốt nhiều vừa thôi. Ngủ. Nằm luôn cả. Nó biết con két nằm trong phòng á, cho nên nó không có trú. Đúng không? Nó biết con két nằm ở trong phòng, không có đi đâu hết á. Liếm cái gì vậy? Nằm cho mát á chắc. Nằm cho mát hả con? Em nằm cho mát hả? Chồng lên sóng luôn nè. Điện thoại ren. Trời ơi. Trời, nó mừng kìa. Ý là nó thấy cái này là nó biết là nó được đi á hả? Nó mừng vậy đó hả? Đâu hả má? Biết dắt đi á. Nó biết là mình dắt nó đi, nó mừng quá, nó nhảy quá trời. Đi chơi, đi ra đường chơi.
đâu đi luôn, đâu anh dạy cái đứa đó đi luôn. Nó đừng chơi. Ê mà mẹ lấy cái tiền cái thôi, cầm ngầm cầm cho mẹ đi. Nó đâu rồi? Nó kìa. Trời ơi, bless you. Thank you. Có chừng lông chó đó. Hết xì á. Let's see. Let's see. Gì vậy? Chở nó đi chơi nè. Đi lấy đồ. Con mắt nó trắng bóc luôn. Ban ngày con mắt nó trắng bóc rồi kìa. Đây không? Hello Lexi. Ai vậy? Con thấy không? Thấy. Chờ mẹ một chút nha. Mẹ đi rồi mọi người. Lexi. Chị, tôi đi ông chị một chút nha. Lexi. Lexi, ah, Lexi, ah, Lexi, Lexi ơi, dễ thương lắm. Con chó, một chiếc chó. Lexi. Ngáp 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 ú là trời. Lexi. Lexi. Lexi ơi. Lexi. Lexi. Good girl. Tôi khẳng định anh cũng giống vậy thôi. Nếu không tại sao hẹn tôi lên sân thượng trò chuyện chứ? Y hệt như Du Gian Đạo vậy. 3 năm lại 3 năm. Ôi trời ơi, sắp đến nơi. Trời ơi, nó mừng, nó mừng anh Khanh nè. Chuyện gì cũng có lần đâu. Trời ơi, nó mừng chưa? Huấn luyện tình báo rồi, tôi có thể đánh những người khác này. Nó mừng ghê chưa? Tôi là cô. Đi mua bao đựng ấy cho nó hả? Đựng ấy. À dạ, giống như đi mua cái gì vậy cho nó. Kết nó nói đi mua cái bao đựng hút ấy cho nó đó. Hút kít cho nó. Nó đang ăn cơm, nó thấy Khanh tới nó bỏ cơm luôn kìa. Nghĩa là không có bị gì đó. Gần đây có dự án. Có một con dự án. Một hội nghị an ninh ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho biết. Tám chuẩn bị đi qua vòng ngoài nè. Kết nó đi coi phim rồi. Nãy giờ nó vòng vòng ngoài đây, nó đâu có hú đâu. Lâu lâu nó cứ ức lên cái là nó cả nó nín. Mà nó cứ đứng, nó cứ ngóng ra cái cửa sổ mà có cái cửa lớn hoài. Nó đứng nó đó, nó nhìn nó ngóng ra ngoài cửa hoài. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sẽ chỉ càng gây mất an ninh nhiều hơn. Nó coi có chừng nào cái kép nó về á. Đó. Trước đó trong cuộc hội đàm trực tuyến của ăn của nó nè. Hết rồi, nó ăn hết rồi. Nằm vô giường đi. Taxi. Taxi. Vô giường nằm. Vô đây nè. Vô đây nè. Ừ. Vô đó đi. Vô giường đi. Taxi. Taxi. Vô giường nằm. Vô nằm đây nè. Vô đây. Vô đây nè. Tổng cục viên Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội mở đầu cho ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Hello má. Cuối tuần thì trung tâm
Đó, nó hơi khóc khóc á, nó hơi khóc khóc á. Nãy giờ nó đâu có hú gì đâu. Nãy nó hơi khóc khóc, đó, nó làm kìa. Rồi. Trời ơi. Chưa kịp hú rồi là bị chặn lại à. Buồn ha. Thấy nó buồn quá, không có khét nhà nó buồn quá. Đó, nó cứ đứng nó ngóng là đó đó. Cứ ngóng ra nè. Cái tủ đĩa nè anh có còn xài nữa không, anh đi vô để đem vô phòng anh đi. Cái tủ đĩa này nè. Sáng có thấy anh đem ra đâu. Ừ, gì bữa giờ thấy để đây không mà có đem ra thì đẩy trong phòng cho nó gọn đi. Bỏ nó vô phòng anh nghe anh. Nó khám phá nhà mình đó anh. Nó khám phá đó. Nãy giờ nó chui phòng anh nó dòm á. Bắt đầu nhìn ra cửa. Đó. Cô ngóng ngóng ra đó hoài. Nó ngóng ra nó đợi két á. Khóc gì nữa hết á. Tính đi qua bà ngoại mà bây giờ sợ nó hú à. Đợi xíu qua bà ngoại. Nãy tắm mới bà ngoại mới gọi á. À, hỏi thăm bà ngoại, nói bà ngoại ok, bà ngoại không có sao hết. Mà khỏe. Đội ngũ sáng chế cho biết hệ thống này có thể mở ra một kỷ nguyên. Lacy, giỏi quá, mày không có hú Lacy. Các nhà khảo cổ phát hiện 50 kêu không nghe luôn cả, thèm luôn cả. Lacy, kêu nó không thèm luôn nè, nó là nó ngóng ra cửa chờ bé két á. Nó không thèm mình luôn nè. Nó chưa thèm mình nhưng mà nó nằm im một chỗ nó không hú là mừng rồi nha. Nó bắt đầu bắt đầu khóc khóc quá. Khóc khóc một chút thì ok. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.